chào bà con. Xin hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho bà con một cái sản phẩm bảo đảm thủy phân do công ty Via Quang phân phối, và các sản phẩm này giúp cho những đàn gà của chúng ta có cơ bắp như được sĩ. Và để hiểu hơn về sản phẩm này, xin mời bà con đi theo chúng tôi đến công ty Via Farm và một số các cửa hàng trực thuộc Via Farm đang phân phối trực tiếp cái sản phẩm cao đạm thủy phân này, và xin mời bà con đi theo chúng tôi. Xin chào công ty. Mình là bên đại diện nhà máy VB sản xuất cái đạm thủy phân đó. Và xin chào cho anh Tuy là chủ cửa hàng ở chỗ cái hệ thống của VR. Cũng tôi thấy anh đang bán cái đạm thủy phân cho khách hàng. Và xin anh giới thiệu một chút này, hiện nay cái đạm thủy phân đó thì bà con khu vực mình dùng có nhiều không anh? Cái đạm thủy phân này thì khu vực bà con chăn nuôi mình mới đưa vào sản phẩm thì bà con dùng rất nhiều. Những cái chạy bao quyết thì bác dùng đầu tiên bác khen rất là tốt. Vâng. Nhưng một số chạy nữa. Vâng. Thì cũng rất là cảm ơn cho anh Tuy, và chút nữa cũng xin phép anh là cho chúng tôi phỏng vấn vị khách hàng tên Quyết vừa mới mua cái sản phẩm đạm thủy phân này một chút, để nói lên xem các sản phẩm này tốt hay không tốt, để cho bà con chúng ta hiểu biết thêm về cái sản phẩm này. Anh đồng ý chung chưa? Được. Và xin cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời bà con gặp gỡ cho anh Quyết, một vị khách hàng thường xuyên của cửa hàng công ty Via Farm. Anh Tuy là chủ cửa hàng, và bây giờ một số các bác đang ngồi uống nước để đợi mua sản phẩm. Chúng tôi xin hỏi anh một số câu hỏi. Đầu tiên thì anh dùng sản phẩm này chưa? Tôi dùng rồi, dùng một nửa vừa rồi rồi. À thế à? Anh đã dùng một nửa rồi thì anh cảm nhận các sản phẩm này như thế nào? Nói chung là thứ nhất là mình thấy là cái phân do nó ổn định, nên là đường ruột nó rất ổn định, mà hai nữa là cái vào mã mình được là tương đối là tốt. Và nghĩa là dùng cái sản phẩm này thì mình có thấy tiết kiệm được cám hay là một số gì mà mình cảm nhận thấy nó có đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà mình không anh? Nhất là tôi thấy là con gà nó ăn tự nhiên nó ăn khỏe lên. Vâng. Và hai nữa là cái phần rô ấy, cái nữa là cái lườn nó ấy, cơ bắp ấy là nó đẫy hơn. Vâng. Có giống tập gym giống anh không? Và một câu hỏi hơi mang tính cá nhân nữa, thì anh tham gia vào cái nghề nuôi gà này lâu chưa? Em nuôi được tầm khoảng 5-6 năm nay rồi. 5-6 năm. À, có nghĩa là một trong những người mà có kinh nghiệm rất tốt trong nuôi gà, cũng như lựa chọn các sản phẩm cho đàn gà của mình rồi đúng không anh? À. Và nếu một câu hỏi nữa là lứa tới mà nuôi gà anh có lựa chọn tiếp cái sản phẩm Multigo Oren của công ty VIA đạm thủy phân này không anh? Có chứ, vì hiện tại tôi đã mua về rồi, nhưng và mà gà nó chưa đến lúc dùng thôi. Và mua về để nhà trước rồi. Chút nữa thì bên chúng tôi cũng sẽ xuống một số trại sử dụng cái sản phẩm này rồi, và cũng hy vọng là tất cả các anh ở đây sẽ tiếp tục ủng hộ cái sản phẩm rất tốt này do công ty VIA phân phối và được sản xuất ở nhà máy VB Phạm Nga. Hy vọng là các anh cũng đã qua thăm nhà máy rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe, chăm nuôi ngày một thành công. Cảm ơn tất cả công ty đã mang đến những sản phẩm tốt cho người chăn nuôi. Và cảm ơn anh. Cảm ơn. Giới thiệu với bà con nữa, đây là chỗ chú Cường, chú cũng dùng cái sản phẩm đạm thủy phân rồi, và các bác ở đây cũng là những người nuôi gà rất là nhiều. Chỗ anh Quyết thì nuôi cũng nhiều và dùng rồi, các bác cũng đang tham khảo để các bác dùng. Bác Cường dùng rồi thì xin phép bác là bác có nhận xét gì về cái đạm thủy phân này chạy cho nhà mình? Cái đạm thủy phân này thì chính thức là tôi dùng rồi thì nó cũng ăn vào thì nó ăn khỏe lên, và phân thì nó có thể là nó sốt hơn, và phân giúp nó đảm bảo đẹp. Về cái tăng trọng mới này, về cái đánh giá về tăng trọng con gà, về lườn cơ, rồi về tình hình kinh tế thì sao bác? Cái nếu uống cái này vào thì cái lườn cơ của nó cũng lên nhanh. Đấy. Chủ yếu uống, tôi hay uống cỡ khoảng 70-75 ngày trở ra. Nghĩa là giai đoạn cuối của con gà. Vâng. Xin hỏi bác là bác nuôi gà lâu chưa? Tôi nuôi cũng được cỡ khoảng chục năm rồi. Chục năm. Vâng.
Vâng, con là một trong người thâm niên về nuôi gà rất là tốt và lựa chọn sản phẩm cũng rất là kỹ đúng không ạ? Đúng vâng. Rồi. Thì bên nhà máy VB cũng như là công ty VIA rất cảm ơn chỗ Bắc Cược đã ủng hộ cái sản phẩm của công ty và cũng hy vọng là sang năm tới tình hình chăn nuôi của chung của nhà mình tốt lên. Và chúc gia đình chăn nuôi ngày một thành công. Và cũng rất mong bác tiếp tục ủng hộ các sản phẩm của nhà máy. Và xin cảm ơn bác. Xin mời bà con qua thăm trại chỗ chú Dinh. Chú là một trong những người dùng rất nhiều các sản phẩm đạm thủy phân. Vâng. Chú đang dùng rất là nhiều rồi. Vâng. Chú ơi, xin chào chú. Vâng. Thì chú là một trong những khách hàng dùng cái đạm thủy phân tương đối sớm và hiện nay vẫn đang dùng rất là nhiều. Vâng. Thì mọi người cũng đang rất quan tâm xem là chú nhận xét về cái sản phẩm này như thế nào, đang dùng cho trại nhà mình chú. Vâng, thì chú dùng rồi thì chú đánh giá cái sản phẩm này như thế nào? Đánh giá cái sản phẩm này gọi là nó cũng ổn mà chỗ uống trước này là gọi là ý phân nó cũng xốp phân mà nó đẹp kìa. Vâng, thì bình thường thì mình cái kinh nghiệm của chú đấy hiện nay là đang dùng ở giai đoạn nào và một cái nít này thì cho bao nhiêu gà? Như dùng cái giờ giai đoạn của tôi là 80 ngày thì là ý là cứ một cân này là dùng cho tôi là 10 tấn. Một lít này là cho 10 tấn. Và gà đến giai đoạn nào thì chú dùng? Gà thì tầm bắt đầu 75 ngày thì bắt đầu là tôi dùng. 75 ngày. Vâng. Và cái chú đánh giá thì sau khi dùng sản phẩm này thì cái con gà nó đẹp lên ở lườn hay ở cơ hay ở gì? Chủ yếu đẹp lườn và lông mã nó cũng đẹp. Vâng. Nó lên. Vâng. Về mọi người chưa dùng cái sản phẩm này bao giờ chú thì hiện nay thì chú đang ở trại mình đấy, chú đang khoa như thế nào và dùng như nào cho hiệu quả thì chú hướng dẫn lại cho mọi người để mọi người những ai mà chưa dùng ấy, thì đợt này có thể dùng cái sản phẩm này không chú? Thì mình cứ dùng cái này nó rơi vào tầm cái độ 300 lít nước là trong một lít này. Vâng. Thế này là gọi là mình cứ pha đổ đủ 300 lít ấy. Vâng. Thì 300 lít nước là hết một chai này. Vâng. Thế nên là bà con mà dùng cái này nó cũng có hiệu quả đấy, không. Hiện nay trại chú Trinh là đang 300 lít thì chú pha cho 1 lít và cho gà uống là sáng hay chiều hay trưa chứ? Hầu như là chiều tối. Chính. Chiều tối. Vâng. Đấy thì khi bà con rót cái này nhá thì cái này rất là đặc này. Bà con để ý nhá. Bà con để ý. Cái rất là đặc. Như đổ vào vườn quét thật kỹ. Vâng. Khi vừa đổ thì bà con khoáng thật kỹ nhá. Bà con khoáng thật kỹ. Và màu nước thì rất là đẹp. Màu nước rất là đẹp. Và bây giờ thì đàn gà nhà chú Dinh là bao nhiêu ngày tuổi này chú? Ngày được 90 ngày, 80 ngày. 80 ngày. Và mời bà con qua xem cái đàn gà đã dùng cái sản phẩm này thì hiện nay cơ lườn và màu sắc nó ra sao nhá. Chú cho mọi người vào thăm đàn gà mình gái được không chú? Được. Vâng, xin mời bà con. Đây đàn gà 90 ngày này chú? 80 ngày. 80 ngày. Đấy thì bà con xem đàn gà hiện nay dùng cái cao đặc thủy phân thì rất là đẹp. Chú bắt một hai con xem nó lườn nó được không? Đấy, con xem này. Lườn rất là đẹp và màu mã rất là tuyệt vời. Chú Dinh hiện nay giá gà được không? Hả? Giá gà hiện nay được không? Giá gà rồi đúng không?
64. À, rẻ lắm. Không kiếm mấy đúng không? Nhưng mà may mà trọng lượng rất là được đúng không? Đây. Ra để cân thử coi. À, anh kia cầm một con gà để tí cân thử xem nó được bình quân nó được bao nhiêu rồi. Cũng ra ra cân thử xem gà 80 ngày được bao nhiêu nhá. Có không? 3 cân mấy? 3 cân 1. À, 3 cân 1. Có như này là tổng lượng này nó có đạt không? Còn nếu dùng lượng như này là cũng đủ biểu hơn đấy. Cám thì mình dùng cái đạt thủy phân này thì cám mình có đỡ hơn không? Không, cũng vẫn bình thường. Nói chung về cái đạt cái tâm trọng hơn thôi đúng không? Vâng. Vì một số người bảo là dùng cái đạt thủy phân này nó ăn khỏe á. Nó trong lớn mà phân cho nó xốp phân mà nó tiêu hóa nó tốt, nó ít bệnh là được. Vừa rồi chúng ta đã gặp một số những các bác nuôi gà và đã dùng sản phẩm Multigo đạm thủy phân của nhà máy VB. Vậy để cho một sản phẩm tốt như vậy thì hiện nay chúng tôi xin mời bà con gặp thạc sĩ chuyên gia của nhà máy VB. Xin chào anh. Vâng. Bà con có một câu hỏi rất muốn hỏi thạc sĩ về tại sao dùng cái đạm thủy phân nó lại tốt và con gà nó tăng trọng nhanh như vậy. Cái đạm thủy phân của nhà máy VB thì hiện nay đang được sản xuất như thế nào? Vâng, xin mời thạc sĩ giải đáp cho bà con. Vâng, trước hết là chào bà con. Để giải đáp cái câu hỏi của bà con thì cái sản phẩm Multi Grow của công ty VB Phạc Ma của chúng tôi là về mặt nguyên liệu là sử dụng đạm thủy phân. Đạm thủy phân thì nó khác so với cái đạm thô ở chỗ là nó chứa các cái chuỗi peptide và làm cho cơ thể con gà nó dễ hấp thu hơn là cái đạm thô. Hơn nữa thì có nhiều cái công trình nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng là các axit amin ở trong đạm thủy phân nó dễ dàng đi vào trong cái chuỗi tuần hoàn của con gà hơn so với cả các đạm thô từ những nguyên liệu khác. Vì thế cho nên là cơ thể của con gà nó sẽ hấp thu được triệt để cái đạm thủy phân, làm cho cơ thể của nó tăng cơ, rồi lông đẹp, kích màu. Và đồng thời một cái nữa là khi mà đạm thủy phân nó được hấp thu triệt để thì nó cũng hạn chế cái tình trạng là tồn lưu đạm ở trong đường tiêu hóa, dẫn đến là các hiện tượng như tiêu chảy hay là dẫn đến các mùi hôi của chuồng. Còn về nhà máy VB Phạc Ma của chúng tôi thì nhà máy chúng tôi, các sản phẩm của nhà máy thì được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại với các thiết bị tiên tiến từ được trang bị từ những đất nước hàng đầu thế giới và đạt chuẩn GMP WHO. Bên cạnh đó thì nhà máy VB của chúng tôi cũng rất chú trọng đến công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Hiện nay thì phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của nhà máy VB có nhiều chuyên gia với các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó thì cũng nhiều chuyên gia cũng đã có những thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài. Và hôm nay đến đây thì thật sự bản thân tôi cũng là một chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm của nhà máy VB, cũng rất vui khi thấy sản phẩm mà chúng tôi rất tâm huyết, đó là sản phẩm Multigrow đã được bà con đón nhận và trực tiếp được nhìn thấy cái hiệu quả của sản phẩm đến với đàn gà, đem lại lợi ích cho bà con nông dân. Thì rất hy vọng rằng chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đưa ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa cho bà con, và cũng rất mong muốn những sản phẩm từ công ty VB sẽ được bà con đón nhận nhiệt tình. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chuyên gia. Và cũng giới thiệu với bà con, công ty VIA là một đối tác, cũng như là đối tác về phân phối sản phẩm, cũng như là đối tác cổ phần trong nhà máy VB. Và VIA cũng là một công ty lựa chọn sản phẩm rất là khắt khe để đưa đến cho bà con. Và chúng tôi rất hy vọng bên nhà máy cũng như bên chuyên gia sẽ có nhiều sản phẩm tốt hơn nữa cho bà con khu vực Hải Phòng nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã giới thiệu về cái sản phẩm.
và hy vọng là nhà máy VB sẽ ngày càng phát triển. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng. Vâng. Xin chào bà con. Xin chào bà con.